Vâng và xin mở đầu bản tin ngày hôm nay tiếp tục với những thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam là 262 trường hợp. Trong số đó thì hai ca mắc mới ở Hạ Lôi, một người là công nhân của công ty Samsung Bắc Ninh, bệnh nhân số 262, người còn lại bán tạp hóa tại chợ Hạ, xóm hội, Mê Linh, Hà Nội. Vâng, và liên quan đến bệnh nhân số 262, cũng vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 4, tỉnh Bắc Ninh cho biết các trường hợp F1 của bệnh nhân 262 đều là công nhân của công ty Samsung đóng trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết thêm, bệnh nhân 262 di chuyển bằng xe đưa đón công nhân và mỗi ngày đi một xe khác nhau nên số lượng người liên quan là rất lớn. Bệnh nhân này đi trên chuyến xe đưa đón từ khu vực Mê Linh đến Samsung Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và mỗi ngày tiếp xúc với 40 người trong vòng một tuần. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, bệnh nhân 262 có triệu chứng từ ngày 31 tháng 3 và đến ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 4 mới nghỉ làm. Trên xe đưa đón công nhân từ khu vực huyện Mê Linh đến công ty Samsung. Mỗi chuyến xe có khoảng 20 người và mỗi ngày bệnh nhân này tiếp xúc với 40 người trong vòng một tuần liên tục. Đến sáng nay, công ty Samsung xác định được 106 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 262 trường hợp F1 và 72 trường hợp F2. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và bước đầu đã đưa 44 trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Số còn lại đang tiếp tục ra soát. Riêng các trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Vâng, hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh đã lập tổ công tác ngay tại công ty Samsung, Samsung Display để trích xuất camera, giả soát toàn bộ các trường hợp F1 và F2, đồng thời yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động tại phân xưởng nơi bệnh nhân 262 từng làm việc và đóng cửa cả nhà. Vâng, và Bắc Ninh cũng đã liên hệ với các địa phương khác để quản lý những trường hợp F1. Và ngay trong đêm qua, Bắc Ninh đã chỉ đạo phun khử khuẩn toàn bộ công ty Samsung Display và 9 xe chở công nhân và được biết công ty Samsung tại Bắc Ninh có 3 nhà máy gồm nhà máy sản xuất màn hình, pin và điện thoại. Bệnh nhân 262 làm việc tại nhà máy sản xuất màn hình ở bộ phận kiểm tra chất lượng